mình đối với cái đoàn này ưu tiên luôn này. Thank you.
đẹp mà. Đẹp. Qua cầu không mà. Thế à? Đi qua cầu mà. 500 mét nữa tiếp tục đi thẳng qua cửa hàng tạp hóa Hiền Quỳ. Hiền Quỳ. Đi về hướng Tây Nam lên Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 279, sau đó rẽ phải. Rẽ phải về hướng Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 200. Đi về hướng Nam lên Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 279. Rẽ phải về hướng Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 279, sau đó vòng ngược lại. Đi về hướng Nam lên Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 279, sau đó rẽ trái. Nếu đi lên phía này nó có một cái bến xe, rồi từ bến xe mình sẽ phải đi đi về hướng Bắc lên Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 279. Đi tiếp quốc lộ 279 2 km nữa. Đi về